đầu tiên thì xin được thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay, về phía VinFast, chúng tôi xin được gửi lời chào, gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã dành thời gian của mình trong buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời để có mặt tại đây và tham dự vào một cái hội thảo có chủ đề là chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng xe điện. Bạch Thành Trung là admin của diễn đàn VOZ, một diễn đàn về công nghệ rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Xin một tràng pháo tay để chào đón anh Bạch Thành Trung ạ. Thành viên tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu là anh Nguyễn Đăng Tùng. Đây là một thành viên của cộng đồng VinFast Việt Nam. Tôi tin rằng là xe cá nhân thì xe điện nó sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Mình đồng ý với anh Trung là sẽ sau này sẽ là ok, xe cá nhân, xe gia đình sẽ là một cái mức sử dụng xe điện rất cao. Còn trong công nghiệp thì nó vẫn phải có những cái dầu, vẫn phải xăng để đảm bảo cái năng suất sản lượng của họ. Cảm ơn những chia sẻ của các anh và cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị. Hội thảo của chúng ta thì xin được khép lại tại đây. Nhưng mà các anh em của VinFast, của các showroom, của các nhà phân phối thì vẫn phục vụ quý vị bên ngoài kia để có thể lái thử những cái mẫu xe điện của VinFast. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.